Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, theo kênh CNN, ngày 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không mới cho Ukraine trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO. Theo tuyên bố chung, Mỹ, Đức và Romania mỗi quốc gia sẽ cung cấp một khẩu đội Patriot riêng. Còn Hà Lan sẽ hợp tác với các quốc gia khác để bổ sung thêm một khẩu đội Patriot. Trong khi đó, Italia cũng sẽ cung cấp hệ thống phòng không tầm xa SAMTE cho Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Biden cam kết Mỹ sẽ đảm bảo rằng khi Mỹ xuất khẩu các hệ thống phòng không quan trọng, Ukraine sẽ luôn được ưu tiên. Ông nói thêm, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ này trước tất cả. Ngoài các hệ thống phòng không tầm xa, Mỹ và các nước cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung để giúp nước này đánh chặn thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga. Theo tờ Kiev Independent ngày 9 tháng 7, NATO sẽ ra một tuyên bố về máy bay chiến đấu F-16, trong đó sẽ thông báo rằng loại máy bay này sẽ có mặt trên chiến trường Ukraine vào mùa hè này. Mặc dù các chuyên gia quốc phòng không kỳ vọng F-16 sẽ trở thành nhân tố thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng các máy bay này có thể tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như vụ tấn công hàng loạt bằng tên lửa nhằm vào Bệnh viện Nhi vào ngày 8 tháng 7. Ngày 9 tháng 7, phát biểu trong một video đăng tải trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông sẽ đấu tranh để hội nghị thượng đỉnh NATO có những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường phòng không cho Ukraine và có thêm máy bay tiêm kích F-16. Không thể tránh khỏi thực tế là Ukraine vẫn còn lâu mới có thể gia nhập NATO. Một năm sau nỗ lực thất bại của Tổng thống Volodymyr Zelensky để nhận được lời mời trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào năm 2023, Ukraine đã điều chỉnh hoàn toàn những kỳ vọng của mình vào thời điểm này. Ông Oleksandr Meresko, Chủ tịch Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, nói với Kiev Independent, "Tất nhiên là chúng tôi muốn nhận được lời mời gia nhập NATO, nhưng chúng tôi hiểu rằng hiện tại điều đó khó có thể thực hiện được." Trước đó, ngày 5 tháng 7, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ NATO sẽ công bố kế hoạch cầu nối tới tư cách thành viên dành cho Ukraine. Quan chức cấp cao của Mỹ mô tả kế hoạch cầu nối tới tư cách thành viên là khá quan trọng, bao gồm phối hợp đào tạo, hậu cần và phát triển lực lượng. Về phần mình, Nga tuyên bố kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do chính gây ra cuộc xung đột hiện tại. Trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết hồi cuối tháng 5, các đồng minh đã hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm. "Chúng ta phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết." Theo nguồn tin chính phủ Ukraine, thông cáo chung cuối cùng của NATO tại hội nghị lần này sẽ cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 40 tỷ đô la Mỹ vào năm tới, trong đó có các khoản đóng góp hàng năm từ các quốc gia thành viên. Thông cáo cũng công bố hai diễn biến ngoại giao quan trọng. Thứ nhất, sẽ có một cuộc họp của tất cả các quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine. Các quốc gia khác gồm Mỹ, Anh, Đức và Pháp, cũng như Liên minh châu Âu đã ký các hiệp ước song phương tương tự để giúp Ukraine. Thứ hai, NATO sẽ thiết lập một cơ cấu mới, có nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ và đưa quân đội Ukraine đến gần hơn với các tiêu chuẩn của NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mỹ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Ngoài đại diện của các nước thành viên, ngoại trưởng của 35 quốc gia được coi là đối tác của NATO cũng được mời tham dự. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhóm họp tại thủ đô Washington DC của Mỹ đánh dấu 75 năm thành lập liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới này. Hội nghị năm nay khá đặc biệt khi chào đón sự tham gia lần đầu tiên của gương mặt mới Thụy Điển trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm bạn bè và đối tác nhằm đối phó với sự cạnh tranh từ các đối thủ cũ và mới, đồng thời chuẩn bị cho những cuộc chuyển giao chính trị nội bộ quan trọng có thể tác động đến tương lai lâu dài của khối. Lãnh đạo 32 nước thành viên phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách thức tồn tại của khối trong môi trường an ninh mới. Giới quan sát nhận định, nhiều vấn đề phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, bao gồm nguy cơ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, khả năng Pháp sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine,
sự cứng đầu của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng như sự chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ liên quan tới xung đột Israel-Hamas, ứng dụng an toàn công nghệ kỹ thuật số khi dư luận châu Âu đã mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài tại Ukraine trong bối cảnh kinh tế trì trệ. Chuyên gia Lille Goldstein thuộc Trung tâm Phân tích Defense Priorities tại Washington cho rằng khó có thể kỳ vọng những điều mới tại hội nghị này do tình hình rất khó khăn mà các nước NATO phải đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng liên quan lẫn nhau. Trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định Liên minh xuyên Đại Tây Dương này hiện đang phải đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn, với một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay. Theo ông, hội nghị sẽ tập trung vào ba chủ đề chính. Một là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh, vốn được coi là nhiệm vụ cốt lõi của NATO. Thứ hai là hỗ trợ Ukraine, chương trình nghị sự cấp bách nhất, ủng hộ khả năng Kiev gia nhập NATO. Thứ ba là tiếp tục tăng cường mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như với các tổ chức quốc tế khác, nhất là Liên minh châu Âu-EU. Sự ưu tiên chính của NATO là tăng cường phòng thủ và răn đe, đặc biệt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thời gian gần đây, các nước NATO đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, tăng cường phòng thủ và xây dựng lực lượng thường trực, hiện đại hóa các cấp chỉ huy và khả năng kiểm soát, chuyển đổi hoạt động phòng thủ tập thể và kết nạp thành công các đồng minh mới gồm Phần Lan và Thụy Điển, đưa NATO đến gần biên giới với Nga hơn. Liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, tại hội nghị lần này, nhiều khả năng lãnh đạo của các nước thành viên NATO sẽ cam kết tiếp tục duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Kiev như những năm qua, khoảng trên 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, các bên cũng sẽ công bố kế hoạch cầu nối tới tư cách thành viên dành cho Ukraine, đồng thời đưa ra các bước nhằm tăng cường năng lực phòng không cho nước này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, liên minh này vẫn chưa đạt được đồng thuận về thời điểm và cách thức để đưa Ukraine trở thành thành viên NATO. Về tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ của NATO với 4 đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc, còn được gọi là nhóm IP4. Theo giới quan sát, Hội nghị NATO lần này tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bất lợi khi Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden là một người ủng hộ mạnh mẽ liên minh, nhưng tương lai chính trị của ông đang trở nên bấp bênh sau màn thể hiện gây thất vọng trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump hôm 27 tháng 6 vừa qua, và đã có những lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, kể cả từ bên trong Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết, các trợ lý của ông Trump bắt đầu thảo luận về việc cải tổ NATO theo hướng giảm bớt vai trò của Mỹ trong các nỗ lực đảm bảo an ninh cho châu Âu, cân nhắc đề xuất phương án khác cho Ukraine, trong đó có khả năng NATO thỏa hiệp với Nga. Ông Camille Grant, chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu đánh giá, dù ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì cũng đã đến lúc người châu Âu phải chấp nhận gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ châu Âu và tiếp cận một cách chiến lược hơn. Thưa quý vị, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, kênh CNN của Mỹ tiết lộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể nêu rõ con đường gia nhập liên minh của Ukraine là không thể đảo ngược trong bản dự thảo tuyên bố chung được công bố vào cuối tuần này. Theo nguồn tin, bản dự thảo tuyên bố chung này có thể gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đang gia tăng. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Ngoài đại diện của các nước thành viên, ngoại trưởng của 35 quốc gia được coi là đối tác của NATO cũng được mời tham dự. Trong đó đáng chú ý là ngoại trưởng các nước Israel, Ai Cập, Jordani, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp không chỉ có các lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh, mà còn có các quốc gia đối tác từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Mỹ sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề. Đầu tiên là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh, vốn được coi là nhiệm vụ cốt lõi của NATO. Thứ hai là hỗ trợ Ukraine, chương trình nghị sự khẩn cấp nhất. Thứ ba là tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Giới chức Nhà Trắng kỳ vọng sẽ đạt được các mục tiêu quan trọng tại hội nghị tuần này, bao gồm các thông báo về hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine,
Tuy nhiên, lời mời Ukraine gia nhập liên minh đã bị loại trừ. Trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng Ukraine có vị trí chính đáng trong NATO và liên minh đang nỗ lực đưa Ukraine vào con đường không thể đảo ngược, hướng tới tư cách thành viên NATO khi thời điểm thích hợp đến. Nga đã nhiều lần tuyên bố phản đối tư cách thành viên NATO của Ukraine vì lo ngại về an ninh quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ý định gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột và sự trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.